Báo Sài Gòn Giải Phóng sáng nay đăng bài viết của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với tựa đề Thành tựu và những bài học kinh nghiệm trước Đại hội Đảng 13. Trong bài viết, nguyên Chủ tịch nước đánh giá bằng nỗ lực to lớn của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, 2019 là một năm ghi dấu thành tích vượt bậc kể từ đầu nhiệm kỳ cả về chính trị, kinh tế, đối ngoại, văn hóa, thể dục thể thao. Bài viết của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng khẳng định, đến hôm nay, công tác phòng chống tham nhũng ở nhiệm kỳ đại hội khóa 12 đã có những chuyển biến quan trọng, đem lại nguồn động viên to lớn cho toàn xã hội. Đại hội đảng lần thứ 13 đang đến gần là đại hội của chuyển giao thế hệ. Không có đại biểu tốt thì không có đại hội tốt, mà muốn có đại biểu tốt thì phải từ cấp cơ sở. Chúng ta phải lựa chọn được những cá nhân có bản lĩnh, liêm chính, được nhân dân thừa nhận, và như vậy phải có cơ chế lắng nghe ý kiến của nhân dân. Một số tỉnh sắp công bố hết dịch COVID-19. Khánh Hòa đã đủ điều kiện công bố hết dịch COVID-19, trong khi Thanh Hóa cũng đang xúc tiến thủ tục để công bố trong ít ngày tới. Đây là thông tin báo Thanh Niên đăng tải. Theo báo Thanh Niên, một trong những thông tin rất tích cực là tại Việt Nam chưa có trường hợp nào lây lan trong môi trường y tế. Điều này có nghĩa là chưa có ca nào lây cho cán bộ, y bác sĩ điều trị người bị bệnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương ngành y tế cũng như các lực lượng chức năng, các địa phương có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống chữa trị, đưa công dân về nước. Thủ tướng cũng mong muốn các ngành, địa phương, doanh nghiệp cần nhanh chóng tăng tốc, bình tĩnh, đương đầu với hoàn cảnh và vượt qua, cũng như cần lưu ý rằng khó khăn cũng là cơ hội vượt lên chính mình. Theo thông tin từ báo Vietnamnet, thời gian vừa qua, một số phương tiện truyền thông đưa tin về việc người nhiễm COVID-19 có thể ủ bệnh tới 24 ngày, gây tâm lý lo ngại cho người dân. Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa giao hai bộ Y tế và Thông tin truyền thông giải đáp thông tin trên. Vietnamnet đưa tin, nghiên cứu mới công bố ngày 9 tháng 2 của Tổ chuyên gia cấp cao đặc biệt về dịch virus corona của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho thấy, thời gian ủ bệnh trung bình của virus corona chủng mới là 3 ngày và dài nhất là 24 ngày. Tuy nhiên, thông tin thời gian ủ bệnh của virus nCoV có thể lên tới 24 ngày. Theo Bộ Y tế, mới chỉ là nghiên cứu đơn lẻ. Tại thời điểm hiện nay, việc cách ly giám sát ca bệnh vẫn theo khuyến cáo của WHO là 14 ngày. Thưa quý vị, đánh giá toàn diện đề xuất chuyển Tổng công ty Đường sắt về Bộ Giao thông Vận tải, đây là yêu cầu được thể hiện trong văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng vừa được Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước. Thông tin này được báo Tuổi Trẻ đưa trong số báo sáng nay. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhận được một số ý kiến của chuyên gia và đại biểu Quốc hội đề nghị điều chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động và vận hành của tổng công ty này. Do vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá toàn diện đề xuất trên.